Xin chào các bác, cũng khá là lâu rồi mình không ghi hình, với cả cũng có thời gian để mình đi quay vì thời điểm này thì mình cũng đang bận rộn về cái quán của mình các bạn, trộm vía nên là cũng đông khách, bận rộn một chút nên là mình không có thời gian để đi ghi hình. Hôm nay tiện đây thì mình cũng ghi hình lại một chút hình ảnh mà vừa rồi thì cũng rất là đặc biệt, khó khăn ở trên chỗ mình đây các bạn. Hôm nay thì mình dùng cái số tiền mà được một anh Bét Tư Nguyễn, anh ấy gửi và mình có lời của mình đến anh và anh đã gửi đến cho một bé cực kỳ đặc biệt khó khăn ở trên chỗ mình ấy các bạn. Và hôm nay thì mình dùng số tiền đấy để giúp gia đình và mua cho bé một ít đồ nữa. Thì mình cũng chưa vào đến nhà đâu, mình vì ở đây cái trường hợp này cũng ở ngay gần nhà mình thôi các bạn. Đó, và mình cũng chưa vào đến nhà và cũng chưa được ghi hình được cho bé. Vì video này cũng khá là lâu rồi mình không ghi hình, mình tiện hôm nay mình cũng tiện là ghi hình một chút để truyền tải cho mọi người cũng biết. Và dùng số tiền này để cho mọi người biết là mình dùng vào mục đích gì. Hôm nay thì mình cũng đang mùa gặt mà các bạn. Mình có thuê mướn được vài người để giúp đến gia đình bé đây. Đó, đây là bà nội của bé, bố bé đây. Lúc nữa mình sẽ đi vào gần và trò chuyện một chút để một chút nữa thì mình gặp xong thì mình sẽ đi vào nhà bé và ghi hình một chút hình ảnh của nhà bé một chút nha các bạn nhé. Đó, hôm nay mình có thuê được 7-8 người đến để ủng hộ và dùng cái số tiền này để mướn thuê người ta về hộ nhà bé gặt. Thì ở đây có bé ở nhà ở với anh trai đấy nhá, vì là gia đình của bé có hai anh em cơ, là bé ở nhà với anh trai sẽ trông bé ở nhà ấy. Đó, lúc nữa mình sẽ đến và trò chuyện. Đây là bà nội của bé đây bác, đang gặt đây. Cái trường hợp này rất là khó khăn và mình còn một chút hình ảnh lưu lại của mẹ bé. Vì lúc sinh bé thì mẹ cũng có mắc một căn bệnh rất là khó chữa các bạn. Và cũng đã qua khỏi rồi. Cháu cuộn. Thì trong cái trường hợp này thì để lại một bé còn rất là nhỏ thôi. Và hiện giờ thì đang ở với bố với cả ông bà nội các bạn. Vì bé còn rất nhỏ nên là mình cũng có một chút lòng và một chút lời của mình đến anh Bét Tư Nguyễn. Thì anh Bét Tư Nguyễn có gửi cho bé mua sữa và dùng vào những cái mục đích cho bé được nhiều cái thứ mà được quan tâm hơn. Xin chào, đây là bố của bé các bạn. Hôm nay thì cũng đi gặp và đó, bằng này người thì mình hôm nay mình mướn để đi hộ nhà bé gặt cả Trâm cả mẹ mình nữa. Người thông cảm nhá, vì cái giọng của mình thời điểm này thì đang bị khàn khàn một chút. Thế hôm nay là bé ở nhà với anh trai à bạn? Vâng, ở bên trai. À. Bạn bé người ngoan nên là ở nhà bên trai. Kiểu trong trường hợp ấy cũng hiểu chuyện đấy các bạn, nên là bé cũng ở với anh trai được. Tuy còn rất nhỏ đấy nhá các bạn nhé. Đó. Mình cũng chưa kể hết câu chuyện nữa. Do mẹ bé mắc phải căn bệnh là hậu sản sau sinh nữa, nên là cũng gia đình cũng khó khăn nữa, không có điều kiện gì chữa bệnh nữa, nên là cũng qua khỏi rồi. Rồi để lại bé ở với ông bà với cả bố, và gia đình cũng rất là khó khăn. Mình được nghe là quá trình đi chữa trị thì rất là tốn kém, nên là bạn đã bán con xe máy đúng không ạ? Duy nhất
tài sản duy nhất cho gia đình để đi chạy chữa trị cho mẹ mà không khỏi, không ấy được các bạn, không qua khỏi được. À bán cả trâu à? À bán cả trâu luôn để chữa trị nhưng mà không được các bạn, không qua khỏi được. Cũng mất rồi. Ở cái tuổi 20 ạ. Đó, ông nội của bé đây. Bán hết những thứ có giá trị trong gia đình ạ. Bán trâu, bán xe máy để chữa trị cho mà không kịp. Cũng không khỏi được các bạn. Hôm qua thì gia đình nhà bé cũng đi gặt và chưa thu đấy nhá các bạn nhé. Đi gặt được một phần rồi. Và hôm nay mình mới thuê người, mướn người nữa để về giúp hộ gia đình bé thu gặt nốt và thu trong vòng buổi chiều ngày hôm nay và đem lúa về các bạn. Vì ở nhà nữa bé còn nhỏ nữa thì ông bà bố mẹ bây giờ cũng ông bà thì lớn tuổi, còn mẹ thì qua đời, còn bố thì một mình sẽ không thể gánh vác được hết. Nhà mình có nhiều ruộng mà bạn. Bởi vì là cũng khó khăn các bạn, chắc là chỉ có nhìn vào những cái đồng ruộng, đồng hạt lúa hạt gạo thôi. Bây giờ xong một đám ạ, chuẩn bị ra chỗ đám khác để gặt. Này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7 người, 3 người, 10 người các bạn. Trâm ạ, hôm nay đi gặt với cả mẹ mình nữa, cũng đi gặt là thuê. Trâm đi kiếm tiền đấy, kiếm tiền bỉ xứ, kiếm xứ đấy mẹ bỉ nhưng mà. Mẹ bỉ nhưng mà nhờ. Cái vụ lúa này ở trên mình ấy các bạn, thì mọi người sẽ gặt đi và sẽ để lại gốc để làm lúa chồi các bạn. Làm vụ 3 các bạn, đó. Và sau vụ này gặt nữa thì để lúa chồi gặt xong thì mới cày bừa và cấy tiếp. Còn vụ này thì sẽ gặt và để lúa chồi luôn, cả cánh đồng này luôn nữa. Gặt xong người ta sẽ phun thuốc kích thích và quả đạm quả lân xuống để lấy lúa chồi. Này ruộng ở dụng của bà Tâm nhá. Mà chủ bà Tâm ấy. Này đó mương mạnh mình ăn dở hơn mình cắt cho nó lồ lắm. Nó à giờ miếng mình tao hết khẩu. Này có mặt bà nữa nhá. Bà Yến mới hát cơ. Hát sống mất đầu không về đâu. Có quên có được nhận cho. Có bà đấy cơ mới vui. Bà đây à hát đấy. Hát đấy. Ruộng nhà mình gặt xong rồi các bạn. Vừa rồi cũng đi đổ công mọi người trong làng và cũng gặt xong rồi. Hôm qua mới gặt xong, hôm nay mới bắt đầu vào công việc. Quay phim mà ghi hình được các bạn. Toàn lấy khói thôi. Toàn lấy khói nhau đúng không ạ? Không phải là ấy đâu. Áo vằn các bạn, tiếng Tây của mình vằn là khói các bạn. Nên là bảo là lấy khói. Hai thước. Lấy khói đổi khói nhau, lấy khói nhau đúng không?
đấy quá nhiều. Năm nay không mất đồng tiền thuê nào. Nghèo rồi. Nghèo. Nghèo không có tiền thuê toàn lấy quái thôi. Mình thì do công việc ở dưới quán nên là mình cũng không thể đi gặt được đâu các bạn. Chủ yếu là bố mẹ mình với cả Trâm. Chiều mình đi thu đi gánh thôi. Thời điểm này cũng trộm vía. Quán cũng được mọi người đến ủng hộ chắc là đều và thường xuyên các bạn. Toàn là bà nữ đoàn đi lấy quái nhà húng thôi, nhà lạnh thôi. Ê, mà nhà đúng quá, là gặt may hôm qua nó nắng cho. Hôm kia nằm kia nó làm cho một phát kiếm kì ấy. Hôm đấy là mưa to mà. Hôm kia suốt thì cái đống lúa thì không biết nó mang. Cả ngày cả đêm ở đây thì mình có ra đâu. Ra thì ra thôi, ra trông không cho nó tốt đâu. Khóm ruộng thứ ba các bạn. Hôm nay thì sáng nay mình thuê mướn bằng 7 người, 6 người, 7 người. Và chiều nay nữa thì mình sẽ gọi thêm vài người nữa để hộ thu và hộ lấy lúa về các bạn, để thóc về. Đó. Số tiền 300 đô này chủ yếu mục đích chính là của mình nói với anh Bét Tư Nguyễn là dùng để mua sữa và mua đồ cho bé đâu ạ. Hôm nay thì dùng vào mục đích là giúp gia đình. Mướn người gặt 300 đô. Với số tiền lính thật của mình nhận được 7.343.000 nhân với 24,676 đồng giá đô về Việt Nam các bạn, là 7.343.000 tiền mình lính, tiền thật mình sẽ dùng mục đích là mua sữa cho bé. Trong nhỏ này nhanh phết đấy nhỉ, gặt lên tay đấy đúng không? Chuyên đi gặt thuê à? Tụi con này tham mưu đấy nhá, kiếm sữa cho Khánh. Mẹ bím này, có cả mẹ bím đây này. Đấy. Mỗi tội là hơi còi một chút các bạn. Có tội là toàn là các bà thôi, không có gái đẹp. Toàn các bà có tuổi nhá, làm hơi bị bốc ấy. Có cả chị Quân Nhu ở đây. Chị Quân Nhu ấy. Cái vụ này thì nhiều nhà sẽ rất là mẩy luôn các bạn lúa ấy, nhưng mà gia đình thì cũng không có tiền để mua lân đạm nữa. Vừa rồi các bà bảo là không có tiền để mua lân đạm nữa nên là cũng lúa không được tốt, hơi mỏng. Thì tiền dành để đi chữa trị cho mẹ bé rồi. Những đồ có giá trị trong gia đình cũng đều bán hết rồi. Một con trâu, xe máy cũng bán nốt các bạn, để đi chữa trị cho bé, cho mẹ, mẹ của bé các bạn. Mình xin lỗi. Cái này tới mà, ví dụ thế nội nó. Cái này bản thân,
nghèo thì viện đây cũng có tiền đây. Còn mày có đồ đấy. Mình nhắc lại thêm một lần nữa là mẹ bé bị mắc bệnh hậu sản sau sinh, rồi biến chứng, không chữa trị được nữa nên là qua đời các bạn. Đó, một căn bệnh hiểm nghèo. Sắp xong rồi các bạn. Cái này thì buổi sáng nay chỉ có gặt thôi và để ở ruộng luôn. Chiều thì mới đem ra và thu về để cho lúa nó khô nữa các bạn. Đó. Ngắm vừa thời gian à? Vâng. Muộn đấy, gió trời hôm nay không nắng ấy nên là nhìn nó râm thì thôi. Thì 5 giờ 5 rưỡi thì người ta cũng ra đồng rồi các bạn, mùa này cũng sáng sớm mà. Nên là đi làm sớm, nghỉ sớm. Vâng. Cảnh đầu áng mà các bạn. Tiếng đã xong các bác. Giờ thì về nghỉ mà chiều đây mới thu, tầm khoảng 3 giờ 3 rưỡi gì đó thì mới thu về. Thì thời tiết nắng nóng mà các bạn. Mùa hè. Chiều thì mình sẽ ra cái hình tiếp. Chiều gặp lại nhá. Vâng, chiều gặp lại các bà. Trong buổi chiều ngày hôm nay khá là nóng các bạn. Trời nắng. Lúc sáng nay thì hơi ỉu ỉu trời sắp mưa, nhưng mà chiều nay không may quá trời nắng cho nên là cái lúa để ở ngoài ruộng này nó không khô được. Chiều nay thì có con Lamborghini mui trần này về để chở lúa về nhà các bạn. Cái xe trâu. Đó, Lamborghini của nhà ông đây. Cái này chở được tầm khoảng mấy bó à? 5-6 bó rồi á. 10 gánh à? Có được không? À, 10 gánh thì tốt. Con xe trâu này ở mình này giờ chắc cả khả năng còn ít á. 1-2 con xe như thế này thôi. Trước đây người ta dùng bằng cái sức trâu để kéo, nhưng mà bây giờ chủ yếu bằng máy móc công nghệ hết rồi các bạn. Đấy, người kéo à? Chiều nay may quá được cả chú Song nữa về ủng hộ các bạn, với cả chú Xưa này, hai chú khỏe mạnh, với cả mình cũng chiều nay gọi thêm vài người nữa để về hộ thu hộ gánh, vì chiều trời nắng ấy các bạn nên nó cũng không làm được miệt mài lắm. Chủ yếu là mình thu về và lúc tuốt lúc lấy lúa về nhà đó các bạn. Nó sẽ rất vất vả hơn là buổi sáng ngày hôm nay đi gặt, vì là đi gặt sáng nay thì mọi người cũng đã gặt được
gia đình cũng tự gặt được một phần rồi, nên là chủ yếu là chiều nay thu về thôi. Nhiều người hộ nhau cho đỡ vất vả, mệt. Được 10 gánh thì chắc là cũng đủ hết được cái ruộng này. Bao nhiêu lấy xe máy chở đi cũng được. Xe máy chở đi cũng được, nhưng mà cái này lấy xe trâu kéo đi một phần các bạn. Còn là cái khóm kia chắc là lấy xe máy đi. Mọi người ra kia lấy xe máy đi. Xe máy chở đi cũng được. Rồi dưới này khóm này được chắc là chục gánh á, giờ kéo đi rồi còn một phần ở đấy thì mọi người sẽ chở bằng xe máy đi rồi lên trên tập kết ở một chỗ, chiều sẽ tuốt các bạn. Con trâu có cả số lùi luôn các bạn. Cái xe trâu này. Lỡ chiếc xe Lamborghini mùi trần. Chạy bằng sức trâu các bạn. Con nó kiếm bạc lắm. Nắng nóng giải lao một chút các ạ. Giải lao nhá. Mời cả bán ăn kem nhá. Cho biếm bắt ấm. Mua sắm thì biếm. Ê, ao giải gì cái hồ đó là. Dạ. Dạ. Mấy nhà phóng hả? Ủa, phải đó. Chả
8 tuổi. Để cho bạn nha, đây là kem số 1 nha. Nó tăm nhớ, nó tăm ma bộ. Đây nghỉ lần gì lao ra. Đây mà mất cái thằng nó chưa thong tục luôn. Quên vào đây cơ mà. Hãy chụp luôn ông cầm. Thế mà yếu ăn cầu. Bây giờ để người này ăn sẽ có mấy con vừa cọ nhá. Thằng nào ơi? Được. Chứ sao kèm á? Thế ngọt mai mà kia này cốc lên này em biết mà. Thế à? Lào, 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 kể thứ cho lắng rồi phải nền từ đây lấy nó lắm anh em ngang chặt hết rồi lắm đặc biệt chạy em biết chạy nước ngọt này biết này em không ăn thế nước ngọt ở đây uống đấy nước ngọt đấy đây không của ba đây em lấy nhiều quá tí cho mình uống đậm nước mà tập kim mới chạy tập kim mới về chưa hết xin mời các bác ăn khoai kem sẻ khát cùng với mấy anh em bác cháu của nhà mình các bạn. Nghỉ giờ lao một chút, trời cũng khá là nắng luôn. Hôm nay chắc là cũng xong sớm rồi. Bây giờ nghỉ giờ lao một chút đã. Nhưng gánh cuối cùng rồi các bạn. Xong rồi. 5-6 sào ruộng. Buổi chiều ngày hôm nay các bạn. Chào nha. Bó to như châm ấy. Châm ra à? Bó lúa to đấy. Rồi nghỉ ngơi một chút nữa rồi tuốt, bây giờ còn sớm rồi các bạn.
nhìn là bé bé con nhưng mà khỏe lắm. Chuyến này đi được 13 bao các bạn. Không dám xếp cao nữa, sợ đi cái đường trồng chành nên là sợ nó đổ mất. Nên là 13 bao. Còn bé đây, hai bé nhà. Trông em à? Ôi xin chào. Chào bé nhá. Đang chơi các bạn. Ở nhà với anh. Đây em ạ. Ba. Bữa nay lấy kem cho ăn chưa? Ra xem bố luôn. Bố xem không? Ở nhà với bà với cả với anh ở nhà đây. Cái này chắc có vân chất được rồi. 13 bao thấy đi còn nhẹ lắm. Ừ, sẽ lên dốc không lên được ấy. Thôi cũng thế được rồi. Ừ, sợ xuống ruộng ấy. Xuống mương đi là. Trước đây thì ở trên làng mình chủ yếu người ta dùng cái sức trâu này để làm xe kéo thôi các bạn. Nhưng mà bây giờ thì công nghệ nữa thì cũng dùng mà xe máy chở hoặc là chở bằng cái xe tractor đầu kéo các bạn. Công nghệ rồi. Ở ngoài thì mọi người vẫn đang tuốt, chưa xong đâu. Chắc là khả năng nếu mà tuốt hết thì được tổng khoảng hơn 20 bao đấy. Bây giờ mới được một nửa. Ăn nghịch cái gì đấy? Hả? Bé đang nghịch gì đấy? À, ăn quả. Ở nhà ngoan không ạ? Bé ngoan. Nóng lắm. Nhè. Anh nhìn. Bé giờ vẫn đang tập nói nha các bạn nhé. 19 tháng đang tập nói. Rất là ngon luôn. Gì vậy? Xin ạ. Xin ạ. Ừ, chào bà. Xin. Xin. Ba biết con xe này con lấy thế nào không? Biết gây đấy rồi đâu. Tổng được 20 bao các bạn. Cái đâu mà đánh cái vô. 20 bao. Thế là bây giờ các chú các anh hộ lấy lên nốt rồi kéo về thôi. Giờ mình sẽ xem là tổng hết bao nhiêu tiền của ngày hôm nay. Thóc lấy về nhà rồi mình mới chia thóc cho các cô các bác ạ. Hôm nay biết rồi, biết thế. Nhà anh cu bao nhiêu nhỉ? Hai người à? 250. À, cô một cái bắn thổ như ta lấy này có này đây. Cảm ơn. Bà lấy tiền bà lấy nghề bà. Nhà mình 500 à? 500 hay một câu. Bà cũng cuốn bao, cuốn lại đi bao. Xin bỏ 250 à? Để quay chị nha. Ờ mẹ ơi. Sắn là bao nhiêu nhỉ? Nhà sắn của cái sắn là 250. 250 mà không sắn. 125.000 nữa này. Lấy lương. Đây, đến xem đủ chưa? Cái xe đá đây nhỉ? Trong. Cái xe này có hai người. Cái xe này, cái xe đồ. Trong 250. Cái xe đá này của nhà nào? Cái xe đá của nhà hả? Trong 250 nữa. Tiền là... Đâu ấy? Tiền là... Ra cả tiền tuốt luôn à? Tuốt nữa. Tiền tuốt nữa. Tiền tuốt là tiền 200 nữa. Tuốt 20 bao à? 200 nữa. Thế, tiếp hết rồi. Rồi, thấy chưa? Thế là hết 500 nữa à? Rồi. Trả công cho gia đình nữa. Thôi, công gia đình thì thôi. Thực ra thì có số tiền này là cũng số tiền của anh em Bét Tư Nguyễn thôi. Nên là mình cũng thay mặt anh và chi tiêu cho gia đình của mẹ Cún một chút các bạn. Nên là cái tiền mặt đấy thì mình sẽ không đưa cho gia đình nữa. Mà cái số dư còn lại thì mình sẽ giữ. Và sẽ hàng tháng mình sẽ vào chu cấp cho bé. Cái tiền sữa và những tiền Cô dùng yếu hàng ngày của gia đình luôn các bạn. Và nhất là cái tiền sữa cho bé. Nên là cái số tiền còn lại mình sẽ giữ lại. Mình sẽ là người thay anh chi tiêu để sử dụng vào đúng mục đích nha các bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi. Mọi người nếu mà còn rất lòng hảo tâm của mọi người thì xin được liên hệ với số điện thoại
rồi ủng hộ cho bé một chút tấm lòng, một ít lòng nhiều các bạn, nên là mọi người có thể ủng hộ qua số điện thoại của mình, liên hệ qua số điện thoại và có thể chuyển khoản trực tiếp cho mình, hoặc là có thể để mình thay một người và gửi đến cho bé những cái tấm lòng nhỏ nhỏ các bạn, một ít lòng nhiều. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ. Cho bố của bé có lời các bạn. Vâng, cũng được bé Tân Nguyễn với Hoàng Mạnh với đâu ạ, được ủng hộ và hỗ trợ nên làm ra cũng được xong cái lúa ngày hôm nay, thì cũng cảm ơn đến bé Tân Nguyễn. Cũng xin có lời chúc bé Tân Nguyễn một sức khỏe. Hơi ngại một chút các bạn, đứng dưới ông quay. Thay lời của bố của bé Cún thì mình cũng gửi lời đến anh bé Tường Nguyễn một sức khỏe, một thành công. Và cảm ơn anh đã đồng hành và giúp đỡ cho bé thật là nhiều. Những của ít lòng nhiều thôi nhưng mà cũng là một cái tấm lòng rất là cao cả của anh rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh thật nhiều sức khỏe. Cùng toàn thể gia đình có một hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, thành công.